Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Nếu chúng ta để ý kỹ, trên tụ điện tăng từ 0 cho đến 6 mC, thì bên cái mạch điện thì cường độ dòng điện nó sẽ giảm từ 9.8 mA xuống 4.9 mA. Chúng ta để ý kỹ số 0 này. Chúng ta thấy rõ, có nghĩa ở đây V bằng 0. Thì khi đó, trong trường hợp này, số 9.8 này chính là Y0, là giá trị cực đại. Tại vì sao? Chúng ta có công thức như thế này. Khi chúng ta có cái V bằng 0 thì có nghĩa là năng lượng nó chuyển sang bên đây rồi. Vậy có nghĩa 9.9,8 này chính là cái Y0 này này. Bảo toàn năng lượng nha. Tiếp tục chúng ta có công thức thứ hai. Bây giờ chúng ta nhớ Y chính là đại hàm của V. Giả sử V ở đây mình đặt là V0 nhưng với lại sin omega t. Khi chúng ta đạo hàm lên thì chúng ta sẽ có phương trình của y nhỏ, thì chính là v0 omega cos của omega t. Mà chúng ta biết rằng cái cục này chính là y0. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ có hệ thức như sau, đó chính là v bình phương chia cho v không bình phương cộng y nhỏ bình phương chia cho y không lớn bình phương, thì chúng ta sẽ có số 1, tại vì đây là tích chức của phương trình lượng giác. Thì nếu chúng ta bỏ cục này vào đây, sin bình phương với lại cos bình phương, nó sẽ ra số 1. Bây giờ chúng ta có cái cục này. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái V0. V nhỏ này trong trường hợp này đó chính là 6 nhân 10 mũ trừ 6 tất cả bình phương chia cho V0 bình phương cộng y nhỏ. Y nhỏ trong trường hợp này đó chính là 4.9. Còn y lớn, y không lớn trong trường hợp này chính là 9.8. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm V0 thôi. Đẩy cái cục này sang bên phải. Sau đó chúng ta đảo ngược cái cục này lên thì chúng ta sẽ có V0. Chúng ta sẽ tính ra được 6.92 nhân 6.93 nhân 10 mũ trừ 6 C. Bây giờ chúng ta nhớ cái cục này không? Mình sẽ đi tìm omega. Như vậy chúng ta sẽ có omega sẽ bằng Y0 lớn chia cho V0 lớn. Như vậy Y0 đó chính là cái số này. Chia cho V0 là cái số này. Thì chúng ta sẽ tính ra 1414.14 radian trên giây. Mà đề đang đi tìm giây. Như vậy chúng ta sẽ có công t bằng 2 pi chia omega. Thì chúng ta bỏ cái omega vào đây. Chúng ta sẽ tính ra được cái cục này. Đó chính là 4.44 nhân 10 mũ trừ 3 giây.
Tiếp tục, bây giờ mình sẽ sử dụng đường tròn lượng giác. Mình sẽ sử dụng cái cường độ dòng điện nha. Chúng ta biết đây là IO nè. Đây là trừ IO nè. Bây giờ, đó đang 9,8. Chính là vị trí này. Tự nhiên nó giảm xuống 4,9. Thì bắt buộc nó phải đi theo hướng này. Thì chúng ta giả sử như vậy nha. Đường tròn nó đi hướng này. Bây giờ nó đi ngược xuống. Là nó đi quay ngược chiều theo kim đồng hồ. Thì IO nó sẽ giảm xuống. Thì chúng ta biết cái đường này á, đó chính là giá trị của Y0. Còn cái đường nằm ở phía dưới này đó, mà chiếu xuống trên đây, chính là giá trị của cái số nó giảm, đó chính là 4,9. Còn cái cạnh huyền này nè, thì chúng ta có 9,8. Như vậy, chúng ta có một góc vuông ở tam giác. Như vậy, chúng ta sẽ đi tìm cái góc alpha ở đây. Đó chính là cos. Cos là cạnh kề chia cho cạnh huyền trong tam giác vuông. Như vậy, alpha ở đây đó chính là b chia cho 3. B chia cho 3 tương đương với là t lớn chia cho 6. Như vậy, chúng ta đã tính được t lớn, chúng ta thế số này vào đây, là chúng ta sẽ ra được kết quả. Đó là 7,4 nhân 10 mũ trừ 4 giây. Như vậy cái khoảng này chính là cái đoạn mà mình cần phải đi tìm nè. Mình tô màu đỏ lên nha. Chính là đoạn này nè. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.